Rồi Tấn chào cả nhà. Cả nhà thì hôm nay Tấn không có đi săn ong nha cả nhà. Tấn đi thăm bảy gắn với ông Anh nè cả nhà. Đi thăm bảy gắn với anh Hậu nha. Rồi chào cả nhà luôn, cái anh Hậu ơi. Chào cả nhà. Nhớ thì Tấn cũng vừa quen anh Hậu hả cả nhà. Thì ảnh bữa nay ảnh có dịp là ảnh đi thăm bảy gắn. Rồi Tấn đi thăm bảy gắn với ảnh nha. Rồi để cũng có vừa tới cái bẫy đầu tiên nè. Rồi để cho anh Hậu thăm thử rồi có dính không nha cả nhà. Rồi, sát bên lộ luôn nè cả nhà. Có cất nè cả nhà ơi. Có cất hả? Có em cất, vậy. Cái đầu tiên nha. Đầu, cái đầu tiên có. Giả lên đại đi Hậu. Giờ lại này. Rồi, con gắn cũng cỡ 3 lạng. Ở đây. Đây nè cả nhà. Con này anh Hậu anh nói là cỡ 3 lạng nha cả nhà. Đây là cái đầu tiên luôn nha cả nhà. Cái này là đặt ảnh đặt thiên nhiên nha cả nhà, chứ không có phải mà đi nhét rồi vô nha cả nhà. Đây là đồ nghề của anh Hậu nè. Đây chuột lúa. Đây nè, chuột nè, rồi lúa nè cả nhà thấy không? Rồi giờ mình bỏ lúa vô đặt lại luôn. Đây anh Hậu anh bỏ lúa anh đặt lại nha cả nhà. Cái này thì để vô cây túi. Rồi đặt lại luôn. Mình sát bên lộ luôn nè cả nhà. Rồi đây bỏ vô luôn đi anh. Tới chỗ gắn gắn rồi bắt gắn cho cả nhà xem nha. Chứ rồi, ở đây hả? Nhiều khi cập lộ quá rồi không có bắt nữa. Rồi để đi hồi vô mấy cái đoạn gắn gắn đó, rồi anh Hậu ảnh bắt gắn á, rồi ra quay cho cả nhà mình xem nha. Đây tới cái thứ hai nè cả nhà. Chỗ nào anh Hậu? Để Tấn tắt máy xe. quên chỗ luôn hả? Để coi có không nha cả nhà. Anh gom 2-3 cái lại, nó dính 2-3 cái mấy có hàng luôn cả nhà. Cái gì dính nữa hả? Dính rồi. Cái này là tự nhiên luôn nha cả nhà, chứ không phải. Này tầm khoảng trời gắn nó đã. Nửa ký, hơn nửa ký. Anh Hậu anh nói con này là hơn nửa ký nha cả nhà. Gắn thì gom lại 2-3 con mới 2-3 con mới bắt ra nha cả nhà. Đây nó vô muốn đặt cái gặp luôn rồi. Ồ sáng hai anh em làm coi bộ im mà hai cái dính hai con nè cả nhà. Sao con gắn này nó vàng khè hả anh Hậu? Gắn tại nó tới hai màu lận. Một màu nâu với màu đen. Một màu màu này màu nâu hả? Đó màu nâu. Hồi nào giờ em đâu có biết cái vụ này đâu. Con gắn nó tới hai loại lận. Màu nâu màu đen. Nè cả nhà thấy không? Cái màu nó khác cái con hồi nãy nha. Đang chuẩn bị bỏ chuột với ấy rồi anh Hậu đặt lại nha cả nhà. Sáng đi coi bộ im à. Sáng kì. Này nè để vô đi Hậu. Rồi để tới cái kế tiếp và Tấn quay cho cả nhà mình xem nha. Chứ không có quay cái đoạn đường đi nha cả nhà. Cả nhà cũng thông cảm nha. Đây nè cả nhà tới cái thứ ba nha. Cái thứ ba không biết anh đặt ở đâu. Để thăm cái này á, rồi hai anh em bắt gắn ra cho cả nhà xem. Có không anh Hậu? Cái này không biết. Không biết. Dính con chuột. Để chạy xe ra đây luôn hay gì anh Hậu? Cả nhà xem thì cũng thông cảm giùm Tấn nha. Tại vì Tấn không có quay cái đoạn đường đi á thì sợ mất cái điểm của anh Hậu. Nên Tấn chỉ quay cái đoạn mà thăm bẫy thôi cả nhà. Đây mình lột bao ra cho cả nhà xem gắn nha. Đây, lột bao ra xem gắn. Cái bẫy này cái bẫy nhỏ nha cả nhà, chứ không phải bự nha.
Anh Hậu anh xài loại 7 là loại nhỏ. Con này cả nửa ký hả anh Hậu? Hơn nửa ký. Rồi, hai con hai màu da khác nhau nha cả nhà. Rồi rồi sao bắt nó ra anh Hậu? Mình bẻ hôm mình bắt nó. Bẻ hôm hả? Đây đồ nghề của anh Hậu nè nha. Này, tôi lưới. Để bắt con này rồi em cầm luôn coi. Rồi. Được được. Dám gắn cái gì chứ gắn hậu hành là dám bóc. Đó nói chung là ok rồi. Ê, chạy. Đó. Đây nè nghe cả nhà. Ê bạn. Đây tăng cầm luôn nha, con gắn hậu hành nó hiền lắm nha cả nhà. Đừng có làm mạnh nó thôi nha. Con này phải từ 550. 550 kìa. Nó nhanh không? Nó nhanh như mấy con kia không? Nhanh. Ôi trời. Nó khoắn. Rồi bỏ vô đi anh Hậu ơi. Rồi. Nó nhanh lắm. Đây, cầm cho. Đây. Đây cái con này là cái con dính đầu tiên đó nha cả nhà. Con hai. Con trong gặp này là cái con dính đầu tiên. Đúng rồi, con này dính đầu tiên. À, con thứ hai. Cái con này là con thứ hai nha cả nhà. Con này nó đang lột hả anh Hậu? Đúng rồi, con này chuẩn bị khoảng một tuần nữa là nó lột. Rồi con này tầm khoảng 3,5 lạng nha cả nhà. Cái con gắn này là gắn mấy anh Hậu? Con này là con gắn nhì. Gắn nhì nhỏ, con nhỏ nè. Đúng rồi, con này là con nhỏ tầm khoảng 3,5 lạng. Rồi, bỏ vô luôn đi nào ơi. Rồi. Quá đã luôn nha. Mới sáng sớm có 3 cái với 2 con ngay cả nhà. 3 cái là lụm 2 con là thấy im rồi. Rồi, đây anh Hậu anh cũng bỏ lúa rồi bỏ chuột rồi vô cả nhà. Rồi đặt lại. Rồi để tay cái tiếp theo. Tới cái tiếp theo thì Tấn quay cho cả nhà xem nha. Đây, tới cái tiếp theo nữa nha cả nhà. Ở đây thì đi nhanh lắm nha cả nhà, tại vì đi đường đan hay là đường lộ nè. Tình hình sao của anh Hậu? Chết chuột. Chết chuột à hả? Chết chuột. Cái này không có dính nha cả nhà, mồi chết rồi nha cả nhà. Anh Hậu sẽ đổi cái gập mới. Chung là không có quay được cái đường đi dài tại vì sợ mất điểm á cả nhà. Rồi để coi tới cái nữa coi có nữa không. Tới cái thứ sáu hả? Tới cái thứ sáu rồi. Tình hình khả quan không? Chết chuột nữa hả? Chắc tại mình để mưa quá hả? Tới 7 nữa nha cả nhà. Rồi anh Hậu ảnh bữa nay không rất là nhiều ấy cả nhà, có gì những cái nào không dính mình cắt quá. Cái luồng này của luồng này bữa nay mình bao nhiêu cái anh Hậu? Khoảng bao nhiêu cái? Khoảng 70 cái á. Cái luồng này anh Hậu nói bữa nay thăm là cỡ 70 cái lần nha cả nhà. Hai anh em thăm chắc tới chiều luôn. Thì tới chiều mới về đó. Thì có gì những cái nào dính thì mình quay cho cả nhà xem. Nói chung là hả? Ôi sao xẹp lép nữa rồi. Xẹp lép rồi. Chung là gần mấy cái chỗ mà người ta đi ta lên xuống rồi đó cả nhà. Rồi người ta bước đại hả, trong cỏ đó là bước đại hả, chứ không phải là ta cố tình nha.
sửa lại hả anh Hậu? Sửa lại chơi tiếp cái lọt tóm ly là lưới tóm ly là nó vậy đó, không sao bẻ lại được hay mình sửa lại được ha. Còn lưới phân hai là thua luôn, giục luôn. Nãy giờ cũng mấy cái bị xẹp đầu rồi cả nhà ơi. Xẹp mà ra gắn luôn kia. Cái nãy có dính nhưng mà nè, con gắn nó chung ra nghe, nó bò ra nghe. Tăng không có quay điểm nha, chỗ của anh Hậu đặt á, tăng không có quay nha. Rồi để tới cái tiếp theo tăng quay cho cả nhà xem. Cuối hàng coi không có tin vui được anh Hậu. Bị đạp xẹp 7 nữa rồi cả nhà. Cái này anh Hậu nói bị phá rồi cả nhà. Chung là mấy anh em dạng như đồng nghiệp rồi đó cả nhà. Ta không cho mình đặt. Ta không cho mình đặt hả? Cái này đạp ngay cái đầu không à. Cái gì dính hả? Thôi hên đầu đây, đem lội nó lên coi, có cất kìa, có cất kìa nè cả nhà, cất cất gắn là ngay đây nè cả nhà, ngay ngay cái đầu ngón tay tấn chỉ nè, mà biết bự nhỏ nè. Ô thôi nặng quá anh ơi, muốn bít gặp luôn rồi nè. Không con này tầm khoảng chừng gắn gì cả nhà, gắn gì hả? Coi gắn gì có gắn mà ta phá quá cả nhà. Anh Hậu nói cái mấy cái khu này có gắn nhưng mà ta phá, ta không cho mình đặt cả nhà. Nói chung là anh em chắc có thể là cũng đồng nghiệp đó cả nhà. Cái tiếp theo luôn, tình hình sao đây, để bước xuống xe lật xuống ruộng cây gồi luôn. Lụm hàng không? Chết hả? Chết mồi rồi cả nhà. Mưa quá trời. Mưa quá là nó chết hả? Mưa dập quá. Anh Hậu thay mồi nha cả nhà. Rồi, tiếp. Có bảy. Có hàng không? Không thấy vậy hả? Có không? Bự không? Nhỏ xíu à? Chắc gắn ba hả? Gắn ba hả anh Hậu? Gắn chừng lại lưỡi. Đang cười. Thời chá nắng này cũng khó thấy nha cả nhà. Rồi, để tới cái tiếp theo tăng quậy nha. Hút thuốc lấy hên cái coi. Còn chừng ký lô coi. Rồi gớt cái thuốc là chết luôn rồi. Mắc lửa luôn rồi. Có hàng không? Đâu. Không có hàng rồi cả nhà ơi. Cái này chết quốc rồi. Gớt cái thuốc là mắc lửa rồi. Gì nhờ gì đâu con. Có hàng không? Chút quất nữa hả? Chết nữa rồi cả nhà.
Cái gì? Vinh hả? Vinh hả? Ờ. Ủa cái gặp đâu? Đâu? Đủ ít sĩ chở cả. Đây có cứt nữa nè cả nhà. Ô con này nhỏ anh Hậu ơi, nhẹ te hả? Chắc gắn ba quá. Ờ gắn ba. Nè cả nhà thấy không? Chiếu chiếu trống nè. Cái đĩa mấy xí nè. Hậu đặt lại cái mới nha cả nhà. Chưa có chuột hả? Nãy giờ mình được mấy con nữa rồi anh Hậu? Ba con hả? Ba con cứ hỏi kiếm chỗ bắt ra nữa nha cả nhà. Tại để mấy con mới bắt chứ không phải là một con rồi ngồi rồi thay lúa rồi bắt chuột rồi cho nó cũng hơi lâu. Cuối hang. Có cứt hả? Có. Trời dướng cái đầu. Ê, dướng cái đầu ơi. Đây. Đây, anh ấy có cứt ở đây nè. Có cục cứt trắng nè cả nhà. Cả nhà thấy bệt trắng trắng ở chính giữa màn hình không? Đây để tấn kéo lên nha. Nè cả nhà thấy không? Gắn ba cả nhà. Gắn ba hả cả nhà? Đậu mùa gắn ba chạy dữ lắm nha. Muốn nói vô đầu mùa nè gắn ba nó nhiều quá đã luôn cả nhà. Đây bắt gắn luôn nha, bắt gắn ra nha cả nhà. Đây một con, đây được bốn con rồi, hai anh em bắt ra nha cả nhà. Chung là nãy giờ thăm cũng cỡ 20 cái, hơn 20 cái hả anh Hậu? Hơn 20, cả 20 cái. Thì tầm khoảng 20 cái á cả nhà. Nãy giờ mình được 6 con rồi hả? 6 con. Chung là cái trời mưa bão quá thì gắn chạy cũng hơi thưa. Chạy không có được gì. Đây 4 cái này là 4 cái dính nè nha cả nhà. Nãy giờ dính gắn ba không, đâu có gắn nhì hả ta? Có, được con gắn nhì. Được con gắn nhì. Đây. Đây gắn nhì. Tầm khoảng chừng đây. Con gắn cỡ trên 3 lạng nha cả nhà. Con này con gắn nhì hả? Gắn nhì. Gắn nhì nha. Rồi, còn mấy con này là gắn ba không à? Gắn ba không à, được con gắn nhì với ba con gắn ba nha cả nhà. Rồi, tiến hành bắt gắn luôn. Đây là đồ nghề của anh Hậu bắt gắn nè. Ê, nó dướng. Con gắn không hành này nó hiền khô hả cả nhà? Chơi giữa lộ luôn nghe cả nhà. nó vuột. Nó chạy hả em? Đâu có chạy được. Bốn lưỡi luôn. Con chó. Chó luôn. Đừng sủa nữa mẹ. Khổ thiệt chứ. Con nó vuốt hoài vậy. Đây em cầm cho. Đây.
sâu luôn nha. Rồi, cả nhà mình có xài gắn nhiều quá, số lượng thì liên hệ với anh Hậu nha cả nhà. Anh Hậu đọc số điện thoại luôn anh Hậu. 0332 350 577. Rồi có gì cứ liên hệ với mình. Rồi, đó cả nhà thì cũng nghe cái số điện thoại của anh Hậu rồi đó. Rồi mình có khi nào mình cần xài gắn số lượng nhiều quá cả nhà thì cả nhà mình liên hệ với anh Hậu nha. Liên hệ trực tiếp với anh Hậu nha cả nhà. Ở đây mình số lượng là 2-3 ngày có khoảng 3-40 kg vẫn có nha cả nhà. Anh Hậu anh đặt nhiều nhiều lợp lắm nha cả nhà. Anh đặt gần 1.000 cái cả nhà. Tới 6 anh em đi đặt. Bởi vì số lượng mình rất là nhiều. Không phải là riêng mình còn 5 anh em ở nhà nữa. Bởi vậy cả nhà muốn đặt bao nhiêu vẫn có hàng đưa cho cả nhà. Đó, cả nhà cũng nghe anh Hậu nói rồi đó, số lượng thì 1 ngày á, 2 ngày hoặc 3 ngày á gì là mấy chục ký lần nha cả nhà. Chứ không phải là đôi ba ký, một ngày anh Hậu đi có thể là mười mấy ký, nếu mà trúng là mười mấy ký, còn thất là cũng 5-6 ký đó cả nhà. Tại vì anh Hậu anh đặt lợp nhiều lắm. Ê ê anh vậy. Thì chịu cực mới được chứ anh Hậu. Bây giờ cũng tầm khoảng gần 2 ký rồi. Đây cũng cỡ 2 ký rồi đó nha cả nhà. Mới có 20 cái gì. Ừ, tầm 20 cái à. Tầm khoảng 20 cái rồi cũng được. Dư một cái mình bị đạp xẹp đầu đó, xảy con chung gan con. Nói chung là cái ngày này thì anh em mà chơi đạp bẫy là chơi không vui rồi. Chơi không im hả? Không im rồi. Chung là anh em thì ai cũng đi kiếm sống như nhau. Cuộc sống mà cả nhà. Nhưng mà chơi vậy thì cũng hơi kỳ á. Rồi, anh Hậu anh cũng đang khai mồi. Cái điểm này là rất là lâu rồi nha cả nhà. Tầm khoảng 4 tháng rồi đó. Mà chưa rút. Vẫn còn quýnh. Còn lai gai hả? Vẫn còn dính lai gai. Quýnh hồi trong Tết tới giờ mà chưa cuốn. Cả nhà mình xem thấy hay á thì đăng ký kênh ủng hộ Tấn nha. Để Tấn ra nhiều cái clip hay hơn cho cả nhà mình xem. Lâu lâu anh em đi đổi món nha cả nhà. Lâu lâu đi đổi món nha. Bữa nay thì đi gặp ông bắt ong luôn đó nha cả nhà. Anh Hậu này anh cũng cái nghề bắt ong anh cũng nhiều năm lắm rồi cả nhà. Nhưng mà bây giờ thì cái nghề ong còn không còn ong nhiều nữa nên anh Hậu anh cũng qua anh đặt gắn. Cái này mình bỏ chuột vô trên không? Chưa bỏ chuột vô. Giờ mình mới bỏ chuột vô mình đi tiếp. Cái này cũng giống như là mình đi ăn cái cục mỡ trước. Ăn cục mỡ trước à? Vàng quý mới thì chưa có thông. Một tí mới tới vàng quý mới. Anh Hậu nói cái hồi nãy giờ là anh em là đi thăm bẫy cũ nha. Rồi cái còn cái vàng bẫy mới á thì tí nữa mới tới. Chưa tới nha cả nhà. Rồi thì cũng xong rồi cả nhà, để hai anh em đi tiếp đó nha cả nhà. Rồi, tới luồng bẫy mới đó nha cả nhà. Để coi khui ghê. Hàng mới coi. Tình hình khả quan không anh Hậu? Rồi cái mới. Luồng mới chất quất nha cả nhà. Rồi tới cá tiếp theo nha. Từng gọi dính lắm hả?
luôn. Anh Hậu anh nói từng gầu dính lắm dính. Có còn ký đồ máy nữa cả nhà. Tấn quay cái này thì nó hơi đứt đoạn nha cả nhà, tại vì đi xe rồi cũng không có quay dài được. Thì Tấn chỉ có tới tới 7 thì Tấn quay cho cả nhà mình xem nha. Sau hai cái chết quốc rồi, cái thứ ba coi tình hình có im không? Hồi nãy chết quốc luôn hả? Thôi cậy dính nè. Sảy hả? Cái dãy bụng ông nội thôi. Trời ơi cái dãy kia nè, nó chen ra nè. Cái dãy gắn nè cả nhà thấy cái dãy không? Cái dãy bự chà bá luôn. Tại đây ít dính mà hồi nó dính gắn bự là được rồi. Trong đây nữa hả? Tấn lần đầu đi thăm bẫy với anh Hậu nha, nên cũng không có biết chỗ nào ấy nha cả nhà. Không dính luôn hả? Rồi rồi, 4-5 cái rồi chết quốc rồi, chết luôn rồi. Anh Hậu dính con ký gửi được rồi nha anh Hậu. Con chuẩn ký được rồi. Lọt không cô? Chưa đây con dịnh xe cho cô qua. Anh lỡ rồi. Rồi con cảm ơn con nha. Cái này cũng chất quốc luôn cả nhà. Bóp tin vui được anh Hậu? Có không? Hổ ngựa hả? Có nghe cả nhà. Trời ơi trời coi kìa. Lâu đầu nó ra coi. Bự không? Trời ơi hổ ngựa. Nó vô nè cả nhà, con gắn hổ ngựa nghe cả nhà. Nó vô muốn bít cái gặp luôn rồi nè. Nè cả nhà thấy không? Cái đầu nó nè. Đây được con đầu tiên nha. Cái vàng gắn gặp mới nha cả nhà. Rồi đi tiếp nha. Này đi thăm gắn với anh Hậu hơn đi du lịch nữa, đi bằng xe không nha cả nhà, không có lội bộ nha. Sướng lắm nha. Tình giống nãy nữa coi. Chết hả? Hả? Bánh dai hết. Cái nãy mình xảy đó hả? Nó bự rồi nó quậy chứ gì. Nó khó ăn. Bẫy này khó ăn. Bảy lớn ngày tầm tháng cuối ngựa thì vậy đó. Con ngựa nằm con ngựa nằm trồng do hả? Con ngựa nó do nó rồi con ngựa luôn xong rồi qua luồng bảy mới nó chết quốc vậy thôi. Nãy giờ luồng bảy mới 10 mấy cái hả? Dính được con một hả? Dính được con hổ ngựa chứ sảy à. Anh nói con gắn hổ hèo nghe cả nhà. Có báo tin không? Chất quốc nữa hả? Do là hồi từng rồi á, cái ảnh đi thăm nó dính dữ lắm dính nha cả nhà. Rồi tiếp tục cái mới. Dựng xe cho người ta qua cái đèn này.
con nặng nặng tay đâu cái. Có gặp đâu. Tình hình sao rồi? Im không? Còn con chuột hả? Tình hình là cái đó là còn con chuột nha cả nhà. Rồi tiếp cái máy nữa nha. Cái đó hồi nãy em thấy còn nguyên con chuột luôn hay gì á. Dính nào? Dính nha cả nhà. Gắn hơi nhỏ hả? Kệ, có dính là được rồi. Có tin được rồi cả nhà. Nè, gắn nó cũng tương đối rồi, cho nên không có được lớn không. Cái con gắn của mình á, con gắn này là nó ăn một con chuột như vậy là bao lâu nó mới đi ăn lại anh Hậu? Từng đến 10 ngày hả? Vậy là chắc hồi chiến rồi là mình dính cái ngay cái luồng nó đi ăn nhiều quá. Phải không? À. Có chừng tuần sau là luồng này ngon nha. Dám mất cửa. Hả? Thôi nó cắn chết bà. Nó táp dữ lắm. Nó không có cất hả? Dở thì cắn đầu 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 ảnh cho tấn dở nha. Có cất nghe. Cục bự quá nào. U nhỏ anh Hậu ơi. Giống hai con quá vậy, phải hai con không? Con con hả cả nhà? Con này gắn cũng nhỏ chứ không có bự. Con bà. Con bà nha. Cứ kệ quá trời luôn. Cứ kệ quá trời. Phân hả? Mình nói nghe thấy mất vệ sinh quá. Như luồng nãy giờ mười mấy, hai chục cái ha, cỡ 20 cái không? 20 cái mới có hai con à cả nhà, luồng này thất thu rồi. Rồi, tới cái kế tiếp nha. Mini hả? Ôi, hết khó bay lớn vậy à. Mini nha cả nhà. Gắn năm hả? Hết cô biết. Nhỏ là thả ngang cả nhà để cho nó sống lại. 11 bắt lại tiếp nha. Anh Hậu anh nuôi gắn đó nha chứ không phải là anh thả đâu, anh đi rộng á. Nói chung là đi thăm hồi nãy giờ cũng có nhiều gặp không dính lắm cả nhà. Rồi những cái đó thì Tấn cắt bớt nha cả nhà, Tấn bỏ bớt chứ quay mà từ đầu tới cuối luôn, quay cái tới chiều luôn rồi đăng rồi cả nhà ngồi coi nguyên ngày luôn. Nói chung là Tấn cắt bớt chứ không phải là thăm là cái nào cũng dính hết nha, cái nào cũng dính hết anh Hậu anh vào luôn rồi. Cái nào cũng dính hết thì anh Hậu anh vào luôn rồi. Quay lại ha. Rồi để tới cái tiếp theo Tấn quay nha. Đâu chú chín hả? Có bùn chuối chín rồi nha cả nhà. Chuối nè cưỡng hả? Đây anh Hậu anh bắt ra này nha. Trời ơi đâu nó cũng dưới đất rồi nè, thôi quá tay rồi. Ê, lụm bỏ vô cho chuột ăn. Nó không ăn hả? Ô gắn hổ ngựa đó anh bắt đi chứ em không bắt gắn đó đâu. Đây gắn hổ ngựa nè nha cả nhà. Người ta kêu bằng hổ chó này. Hổ chó, chó nó hung như chó vậy đó hả? Nó cắn như chó vậy, ta kêu là hổ chó.
chung thăm cái luồng mới hồi nãy giờ được 4 con, sảy 1 con với thả 1 con cắn nhỏ hồi nãy đó nha cả nhà. Chung là luồng này được gắn 3 con mà cả nhà. Cũng còn 7 nữa. Cũng còn kiếm ăn được. Còn mấy chục cái nữa anh Học? Còn chắc trên 20 cái. Còn cỡ hai mấy hay 30 cái nữa cả nhà. Thì ê con kia nó lú đầu ra. Ê. Nãy giờ cái này cỡ mấy ký vậy? 4 ký hả? Hết này luôn chắc cả 4 ký. Con ngựa con này ổng cỡ 700 gram hả? Con ngựa nó hay gì chứ nó nặng. Cái con thằng ba này cũng đã đỡ. Không nhỏ mà là con không bự. Đó cả nhà mình có mua gắn thì liên hệ anh Hậu nha. Cái số điện thoại hồi nãy anh Hậu anh có đọc đó. Số lượng nhiều lắm nha cả nhà, chứ không phải là đôi ba ký nha cả nhà. Ảnh đặt là đặt gặp nhiều lắm, cả ngàn cái lận chứ không phải là ít chục cái. Thì mới mốt á Tấn cũng đi theo anh Hậu thăm thường lắm nha cả nhà, để chèn những cái clip vô cho cả nhà mình xem cho nó đỡ nhàm chán cả nhà. Chứ còn ông bây giờ thì bắt chua quá. Ê không chơi nha. Ông bây giờ thì anh em bắt nhiều quá cả nhà. Nó cũng không còn nhiều được nữa. Đây là anh bắt nè. Em thì cái này thua. Ở ngoài ruộng thì nắm đuôi được chứ ở trong đây thì không dám chơi rồi. Sao nắm cái đầu đạp cái giỏ kia đạp vô cái này không chó nè à. Đó trời ơi nó cắn. Ôi chuối. Ui đó quá bự luôn. Cục đuôi nữa cái này. Cục đuôi nữa hả? Cục đuôi nữa. Rồi. Bỏ nó vô. Tự nó luồn vô hả? Nó có quất mấy con kia không? Trời ơi, 4 kg rồi ông ơi. Nặng lắm, nặng rồi. Nè. Cả 4 kg rồi đã nghe cả nhà. Chưa biết trúng hay thách, tại còn mấy chục cái. Chung là còn mấy chục cái lận nha cả nhà. Thì đến những cái mà có thì Tấn quay nha. Chứ còn bây giờ mà quay hết luôn á thì cái clip đặng mấy tiếng hồ đó. Hôm mốt là tới luồng ngắn lớn bên nhà. Quay nó ngon hơn. Bữa nay thì không có gắn bự không nha cả nhà. Chứ anh Hậu nói cái luồng này á, cái luồng gặp này nè, là chuyến rồi thăm là gắn có gắn ký mấy đó nha cả nhà. Chuyến rồi là đi gần 8 ký. Luồng này anh Hậu anh đi chuyến rồi là gần 8 ký á. Tại mới bữa nay mưa gió nó thường quá rồi đó. Nó không ngừng chạy. Chứ sao chắc phải có gắn lớn chạy lại. Có dính hả? Đào. Ủa, con bành tô nào. Ủa, con bự quá. Này nhất hả nhỉ? Bự lắm mà anh Hậu ơi. Con này gắn nhì nha cả nhà. Cái bụng nó bự ra. Nè ăn con chuột cái bụng nó bự nha. Cả nhà thấy không? Đứng quay lại nè.
nó bành cây nè. Con này anh Hậu anh đón là khoảng chừng hơn 4 lạng nha cả nhà, tức là 400 gram mình đó nha. Rồi đi tiếp nha. Chỗ nào đó anh Hậu? Đây nè, anh Hậu nói có dính con nha, không biết bự nhỏ nha cả nhà. Thầy nãy giờ thăm chút quớt không à cả nhà. Ù cái đầu nè, đầu bự quá nè. Ù cũng bự nè. Ù trống nè. Này gắn nhì. Gắn nhì hả? Chuối mời cả nhà ăn chuối luôn nha. Thầy thấy anh Hậu mời cả nhà ăn chuối nha. Gà có đặt lại không anh, đặt lên hả? Không không, em đâu có ăn chuối này được. Chuối nào không ăn được. Đi ra đồng có gì dụng đó. Bữa nay chắc hai anh em mình chắc té xe nữa rồi. Đi ăn khui thùi lưỡi chứ. Trời chỉ mưa quá trời rồi cả nhà. Nãy giờ mưa có mưa mà mưa lâm râm mà nha, không có lớn nha cả nhà. Rồi để tới cái tiếp theo á, rồi Tấn quay cho cả nhà xem nha. Rồi hồi nãy giờ hai anh em cũng tranh thủ trời mưa đó cả nhà, hồi nãy trời chuyển mưa dữ lắm nha, rồi hai anh em cũng thầm cũng có dính lai gai á cả nhà, rồi dồn đại vô cả nhà, dồn đại vô cho nó nhanh nha. Chứ hồi nãy trời chuyển mưa thì làm cho nó nhanh nhanh, sợ mắc mưa. Đây nè, cũng có dính lai gai nè. Rồi cái này dính rồi cái dồn vô cái kia. Ô cái này nhiều quá, chắc cỡ 3-4 con vậy lắm á. Cái này là dồn lại đó nha cả nhà. Ô nặng quá. Ở đây nè, bịch rồi nè ha. Vậy đó mà ảnh còn chế thắt đó cả nhà. Anh nói bữa nay cái luồng này là thắt, hồi chuyến rồi là dính gắn nhất nhiều lắm. Cái luồng này bữa nay là không có gắn nhất. Bữa nay gắn nhì với gắn ba là nhiều à. Gắn nhì đâu được 5-6 con vậy cả nhà. Ở hửa nè, anh dồn cứng ngắt cái trên nè cả nhà. À, thấy không, dồn cứng ngắt cái gặp luôn nè. 3-4 con gì trong này nè. Nắng nó hơi chá nè cả nhà. Để giờ xích vô trong mát mát cho cả nhà mình xem cho nó rõ một tí. Cái gì với gắn ba không, không có gắn nhất. Cái luồng kỳ rồi á là ảnh cũng thăm cái luồng 7 này nè. Là ảnh được 4 gắn nhất. Còn một ký 2. Con ký 2. Còn đợt này thăm là không có đó nha. Ê chạy hai em. Nó lẻ thấy sợ vậy. Đây là thăm 70 cái ha anh Hồng. 70 cái. 70 cái được nhiều nè cả nhà, chắc cỡ 6 kg á. Nói chung là tầm thì đón vậy đó thôi nha. Hồi nãy giờ cũng hết lúa luôn rồi. Anh đem lúa bữa nay không có đủ. Tại đem mấy cái gì chồng rồi. Bắt lẹ lẹ đi không. Anh dồn hai ba con vô một cái luôn nè. Hai con gắn nhì không phải không? Hai gắn nhì. Ê, con kia nó chung ra luôn kìa. Hai gắn nhì không ạ. Con gắn đá chậm đó. Này tao tổng thể là mấy phải là chứ. Đó lú đầu ra đó. Con này có trứng rồi đó nha. Con mũ ngót lóc rồi. Có trứng hả? Có trứng. Con này gắn cái hả? Cái. Mình gắn cái đùi ngắn ngắn. Ngắn ngủ ngủ ngủ. Gắn này đẻ trứng ha anh Học. Đẻ trứng. Con này nó
nó có trứng nó rất là nặng, tầm khoảng nửa kg. Ê, con này lúc đầu ra nè. Trời ơi. Mất con này con dễ này. Còn cái này chắc cỡ 4 con à. 4 con. Mất dễ. Hết lúa rồi. Nãy giờ cũng hết lúa rồi. Nên con này mới vô tối rồi. Tụt còn mấy ơi tối. Hồi nãy giờ cũng có mấy cái rồi, không có gài nữa. Hết lúa rồi, rồi không có để chuột vô. Cái này là dồn vô chứ không phải đặt rắn vô. Trời ơi nặng dữ rồi. Bốn con. Trung cũng không không thấp mà cũng không trúng. Sống được hả anh Hậu? Sống được. Rồi trở lại coi. Cái này tầm khoảng 6 kg, hơn 6 kg nha cả nhà. Rồi, thì cuối clip á thì Tấn cũng xin chúc cả nhà mình á có một ngày cuối tuần á bên gia đình thật là hạnh phúc nha cả nhà. Rồi cho Tấn kết thúc video luôn nha cả nhà. Chúc cả nhà mình có một ngày xem clip thật là vui vẻ nha.